Làm gì à? Làm gì em vậy? Quay gì nữa rồi? Hả? Chào mọi người. Mừng dịch. Mừng dịch đi. Dịch thế luôn rồi. Nói chung thì buổi chiều anh em mừng dịch già sương sương nha mọi người. Thì trời cũng chuyển mưa rồi. Rồi hello mọi người luôn. Sao bây giờ không quay gì vậy? Gì? Em... Kiệt. Kiệt thì ngủ anh quá à. Rồi sao? Gì? Ngủ thì ngủ chứ. Nè, bây giờ vậy nè. Đó, Kiệt, Kiệt đi ngủ đẳng nha mọi người. Đó, đó. Đó. Rồi vậy nè. Trời ơi, cái cam này bực chứ. Rồi vậy nè. Giờ cái thao nước này á, hồi nữa anh mần xong á, anh để lại cho em nha. Cái thao nước này nè, để ruột, để lòng lại hết cho em nha. Thì anh đừng có đổ, đúng không? Còn gì? Thì xíu nữa. Thì xíu nữa em nhờ anh một chuyện là anh cầm chỉ cầm máy quay với em thôi, hiểu không? Anh đổ chất nước ra bớt đi, anh chừa cho em một nửa thôi rồi em làm công chuyện của em. Có gì đâu đó, hồi xíu rồi cứ theo lời em nói vậy nha. Còn em làm sao thì đó là chuyện của em. Chừa cho em không? Chừa lại cho em một nửa thôi cũng được nữa. Rồi ok rồi vậy nha. Rồi giờ thì mọi người đón xem nữa, hồi cái tình huống gì xảy ra thì mọi người cùng đón xem nha mọi người. Mình xin thiệu mọi người, con game là iWin đến từ nước ngoài, cực kỳ uy tín luôn. Con game này có rất nhiều sự kiện luôn, có sự kiện gì mới nó sẽ nằm ở phần thông báo nha mọi người. Đó, còn hiện tại thì đây mình có sự kiện, đó là sự kiện ngày đây. Su chia sẻ nó, mỗi ngày các bạn chia sẻ lên Facebook thì các bạn sẽ được nhận ngay 3.000 đồng. Đó, ngoài màn hình chính nó thì còn rất nhiều sự kiện khác như là lì xì hoàn trả luôn nè. Sự kiện vòng quay, nó mình tích lũy điểm mình quay những cái vòng quay đây, nó trúng tiền. Sự kiện cây tiền, nó mỗi ngày đăng nhập vào các bạn để nhận rìu chặt cây nha mọi người, tích lũy điểm mình chặt cây nhận thưởng. Sự kiện VIP club, nó chơi nhiều lên VIP nhận quà nha. Còn phần nạp tiền thì đang có thể nạp qua rất nhiều cổng nha, thẻ cào, MomoPay, ZaloPay, ViettelPay, QR, Bankin, Bankin nạp VIP nạp nhanh, nói chung nạp siêu tốc luôn trong vòng 30 giây thôi. Còn phần đổi thưởng ở đây các bạn chỉ cần nhập số tiền cần đổi vào, nhập số tài khoản rồi các thứ rồi các bạn bấm rút tiền rút được thôi, nói chung nó khá đơn giản. Đây mình thử vào, cho thử cho mọi người xem ha. Đây mình thử vào mini game đi. Rồi trò xích bô trên dưới nha, chỗ này chủ yếu các bạn chọn trên dưới. Bây giờ mình thử cái 200. Năm mình chọn trên đi. Trời ơi. 300 đi. 3 mình chọn trên chắc rồi. 5 mình chọn trên tiếp tục. Đó, mình thắng 2 lần mình nhận nha. Ngoài màn hình chính nó sẽ có rất nhiều trò, mình thích trò nào thì mình vào chỗ đó mình thử nha mọi người. Liên tải của để ở phần mô tả nha. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi anh quay, sao anh quay? Bây giờ anh cầm máy quay giùm em. Đây, còn mỗi chuyện để em lo. Đây mọi người, em sweep ở trò hành tay, nãy ướt dẹp hết rồi. Ghê quá. Trời ơi, rủa. Má mày, cái thằng này nó kìa mà. Mày khía mày. Này. Chết mày. Mày tát cái nước gì vậy? Nước bằng gà. Trời ơi. Mẹ mày. Chết cha mày. Gì? Đây. Ê, chơi vậy à? Sao hả? Đúng chi ngu à. Ê nè, à, chơi quắc à? Chơi cũng qua có lại hiểu không? Đây, chơi cũng qua có lại hiểu không? Có lại nè. Bây giờ chơi cũng qua có lại không chơi vậy à? Vậy giờ có lại nè. Có lại gì? Nè. Thọ không? Mới đây mà leo lên cây lẹ chứ hả? Phá tình rồi. Nè, quắc à? Hiểu không? Anh em mình chơi qua chơi lại hiểu không? Chứ mà không có gì được mà. Trời ơi, cứt cái dính nè. Trời ơi. Dính buồn ngáo luôn.
má chơi dơ thiệt luôn quá trời. Nước bằng dịch có này không? Dạ. Giờ sao? Sao có qua có lại mới tội lòng nghèo chứ đâu phải là anh chơi em hoài đâu. Ủa tôi cho mày tránh luôn nè, bây giờ có qua có lại kiểu gì? Bây giờ khổ cần thang em xuống không được nữa. Mày, tao không cho mày xuống nè. Rồi sao? Ê, 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 quay, 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 cu, 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 giỡn, giỡn nghèo cu, ai? Ê cái nước đó thì hỏi con nó phải thôi rồi. Cho Ủa cái nhỏ luôn rồi kìa. Rồi sao? Ê nha. Quay phủi rồi em mày. Phủi gì nữa? Làm gì? Ôi quê. Trời ơi, tôi dính cái gì ghê quá nè. Thiệt chứ. Có đâu cậu kiệt. Chịu ngủ nguyên mày nè. Khổ quá, anh em mình không có ở đâu cậu đúng không? Anh em mình chơi qua chơi lại thôi, có ở đâu cậu. Biết mẹ tao không, tao để mày trên cây khỏi cho mày xuống luôn được rồi. Trời sợ em xuống được mà. Chứ có ở đâu cậu. Thôi lúc kinh ghê vậy nè. Chết rồi. Cái quăng mày ngương tới giờ đây. Nãy biết đâu để cho mày trên ghế tới chiều tới tối luôn cho mày khỏi về luôn chở đó mày ngồi nó bị tạt nước vào. Dám không? Không dám được. Nãy ai năn nỉ? Gì? Nãy ai năn nỉ? Mày được lắm con. Nãy năn nỉ? Mày không năn nỉ tao chắc tao cho mày xuống nè. Nãy năn nỉ? Vui quá. Hồi nãy mình trên nó trên cây á trời anh Kiệt ơi giờ cho em xuống đi. Trời tao em mệt quá rồi cho em xuống đi. Ai năn nỉ? Được rồi. Có đâu bảo em. Mày còn nói nữa. Nói gì? Đá. Rồi. Mày xong rồi. Chết tới số rồi là con. Lát quần vào. Là mày sao? Muốn chỗ nào? Đây cầu tao mới xây mày xây trương luôn đi. Ôi, ok. Ôi khủng quá. Ngồi xuống. Ôi em xin lỗi anh Kiệt. Dạ em ngồi im. Sao? Dạ em xin lỗi anh Kiệt. Sao? Em cũng làm nghề này em biết rồi. Em cũng cố gắng phấn đấu để. Tại chuyện đứa này tao ước là tao không sợ nữa. Là sao? Anh Kiệt. Thôi, nói chung anh em mình làm nghề này cũng hiểu. Cái gì? Cho em đi anh Kiệt. Ôi mà ơi. Ê anh Quang vậy, Quang ngu. Quang vậy chết em. Chết em anh Kiệt. Ôi. Dạ sao? Em xin lỗi chị. Làm gì hả giò rung vậy? Em xin lỗi chị. Tao nhảy dưới luôn cái gì đâu mà mày gọi cả cầm. Ôi chê. Giỡn tao hả? Ôi biết rồi. Chơi như đây đủ không chị ơi? Đủ chưa? Đủ rồi, đã năng rồi. Năng rồi, nghe bỏ nha. Dạ, mẹ bỏ. Em xin lỗi anh. Sao còn nữa là mày tới số mày tao? Ơ anh chị. Mày hả mày? Tưởng tao tha cho mày hả? Tao đi tắm rồi mày cũng không yên. Để tao yên. Cho mà chúng nó mày biết cảnh ngộ. Trời ơi, ở đây mình chỉ làm công, mình giúp đỡ anh em thôi chứ không biết gì đâu. Có sao không? Luôn quá. Chữ dạ. Đúng là đời mà. Đập cho đập con gậy nữa.
quá em lên làm chết. Ai? Chết ai chết ai chết ai nói đàng hoàng ai chết tòa tòa nha không giận nha ra chỗ khác nha cấm rồi cho mày xung còn đi theo đá đít nó chịu chiếm chết rồi đá đít xong hả tắt đi quay gì nữa xui quá mọi người xui cái gì có qua có lợi vậy giờ là anh cũng hài lòng lắm anh hài lòng chưa hài lòng chơi luôn mà anh hài lòng hài lòng lắm nha mọi người tạt người ta rồi giờ thì bị té anh tài ướt luôn thôi chào mọi người đi bác ơi chào mọi người nha thôi. Thấy video này hay để lại cho anh em mình một like một lượt tí để ủng hộ anh em mình. Bye mọi người. Bye mọi người.